mang đến làn gió mới cho một vùng đất, nâng tầm vóc vị thế của một thành phố cảng Hải Phòng. Hợp tác cùng phát triển, cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng, điểm cầu nối các đại dương. Với mong muốn nâng tầm vị thế của thành phố Hải Phòng, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và các nhà đầu tư đã cùng nhau liên doanh, hợp tác xây dựng cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng. TCHICT chính thức được đưa vào vận hành, khai thác ngày 13 tháng 5 năm 2018. Nằm sát ngay đầu cửa biển thuộc khu công nghiệp Đình Vũ, Cát Hải, khu công nghiệp mới của Hải Phòng, TCHICT có vị trí vô cùng thuận lợi về hạ tầng giao thông vận tải, kết nối tới các địa phương, trung tâm công nghiệp lớn tại khu vực miền Bắc Việt Nam. Là công ty thành viên của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, nhà khai thác cảng và kinh doanh dịch vụ Logistics số 1 tại Việt Nam, TCHICT được đầu tư những trang thiết bị xếp dỡ hiện đại bậc nhất trên thế giới. Cùng hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ, tiên tiến như hệ thống quản lý, điều hành khai thác cảng, hệ thống TopX, Expert, TopoVN, dịch vụ cảng điện tử, ePort, giao hàng điện tử, IDO. Những tiện ích này nhằm tạo sự thuận tiện, minh bạch, nhanh chóng, đơn giản hóa thủ tục, góp phần tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí. Tất cả đều với mục đích mang lại chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các khách hàng hãng tàu và khách hàng xuất nhập khẩu. Được sự tin tưởng và ủng hộ của các khách hàng, sau khi đi vào hoạt động, TCHICT đã liên tục đón các tuyến dịch vụ mới với những con tàu có sức chở và trọng tải ngày càng lớn cập cảng làm hàng. Ngày 29 tháng 6 năm 2018, đón tuyến dịch vụ Five đi trực tiếp Ấn Độ đầu tiên với tàu Air Amsterdam, sức chở 6.000 TEU. Ngày 10 tháng 4 năm 2019, đón tuyến dịch vụ PN2 đi xuyên Thái Bình Dương đầu tiên của Liên minh THE với tàu sức chở 8.600 TEU kết nối trực tiếp với bờ Tây Hoa Kỳ và Canada. Ngày 7 tháng 5 năm 2019, đón tàu OneHigh805, sức chở 12.000 TEU, là tàu có trọng tải lớn nhất cập cảng khu vực phía Bắc, thuộc tuyến dịch vụ CP1 của hãng tàu OneHigh đi trực tiếp bờ Tây Hoa Kỳ. Ngày 22 tháng 10 năm 2020, đón TEU thứ 500.000 thông qua cảng. Ngày 1 tháng 11 năm 2021, đón tuyến dịch vụ mới TPX của hãng tàu Maersk đi trực tiếp bờ Tây Hoa Kỳ. Ngày 8 tháng 11 năm 2021, đón tuyến dịch vụ mới Santana của hãng tàu MSC, lần đầu tiên kết nối trực tiếp với bờ Đông Hoa Kỳ. Ngày 15 tháng 8 năm 2022, lập kỷ lục sản lượng xếp dỡ tàu mẹ 10.556 TEU trên tàu MSC Beijing. Đặc biệt, ngày 31 tháng 10 năm 2022, đón tàu OneHigh A07, sức chở 13.000 TEU, trọng tải 143.000 DWT, một trong tàu siêu trọng cập cảng làm hàng. TCHICT đã trở thành điểm cầu quan trọng trên hải trình của tất cả các hãng tàu, là trung tâm kết nối các tuyến dịch vụ hàng hải trên thế giới. Well, in response to the trust and support of customers, Tân Cảng Hải Phòng International Container Terminal has built the complete personal and organizational structure towards specialty and professionality, applying to advanced method in operation and management. Tân Cảng Hải Phòng đạt được 1 triệu TEU, đó là minh chứng được rằng đó là cái việc là chúng ta thực hiện cái nghị quyết 32 của Bộ Chính trị, đó là tầm nhìn xác định đúng đắn. Cái thứ hai là khẳng định được cái vị trí địa lý của khu vực cảng, và cái thứ ba là chứng minh được cái năng lực xếp dỡ cũng như tổ chức triển khai thực hiện thu hút các nhà đầu tư cũng như là các cảng cũng như các hãng tàu về với khu vực cảng này để chúng ta có những cái kết quả như ngày nay. Sau 5 năm đi vào hoạt động, cảng TCHICT không chỉ thực hiện tốt việc kinh doanh khai thác cảng hiệu quả mà còn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã giao cho, trở thành trung tâm kết nối hệ thống cảng và các ICD tại khu vực miền Bắc, một mắt xích quan trọng trong chuỗi dịch vụ logistics của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa của khu vực miền Bắc trực tiếp đến thị trường châu Mỹ, châu Âu, châu Úc mà không phải trung chuyển qua các cảng tại khu vực như trước đây.
để có được thành công ấy sẽ không thể thiếu sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, các bộ ngành của Trung ương, địa phương và thành phố Hải Phòng. Sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Quân chủng Hải quân, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn và sự đồng hành tin tưởng của các nhà cung cấp dịch vụ cho các hãng tàu hàng đầu trên thế giới như Musk, MSC, One, Costco, CMA, CGM, One High. Ngày 9 tháng 11 năm 2022, cảng container quốc tế Tân cảng Hải Phòng đã đón thiêu thứ 1 triệu thông qua cảng trong năm 2022. Đây là sự kiện mang dấu mốc lịch sử trong hành trình 5 năm đi vào hoạt động của cảng, đánh dấu sự phát triển nhanh chóng, vượt bậc của TCHICT, cũng như tiềm năng và sức hút của Hải Phòng và khu vực miền Bắc Việt Nam đối với các hãng tàu lớn trên thế giới. Hơn nữa, chứng tỏ Hải Phòng đã trở thành đầu mối cảng biển trung chuyển quốc tế quan trọng, được ghi tên trên bản đồ vận tải biển container của thế giới. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đầu tư mới các trang thiết bị xếp dỡ làm hàng để nâng cao năng suất, năng lực của cảng, để có thể qua đó chúng tôi sẽ tiếp nhận được thêm các chuyến tàu mẹ đi vượt đại dương và các tuyến nội Á kết nối khu vực miền Bắc Việt Nam với các cái châu lục, với sứ mệnh là cảng nước sâu tại khu vực miền Bắc. Và chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh kết nối các cái tuyến vận tải thủy nội địa, kết nối với các cảng sông và các ICD gần các khu công nghiệp khu vực phía Bắc của Tổng ty Tân cảng Sài Gòn, với vai trò kết nối đầu mối trong chuỗi logistics và từng bước khẳng định thương hiệu và uy tín của Tổng ty Tân cảng Sài Gòn. Thật vinh dự và tự hào, ngày 26 tháng 11, TCHICT đón nhận bằng khen của Bộ Công Thương năm 2022 về sự đóng góp xuất sắc trong việc phát triển ngành dịch vụ logistics Việt Nam. Một ngày mới đã bắt đầu, mang trong mình tầm nhìn và sứ mệnh của thương hiệu Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, được sự ủng hộ quan tâm của các đối tác, các khách hàng, cảng container quốc tế Tân cảng Hải Phòng mong muốn và tin tưởng rằng Hải Phòng sẽ là điểm đến không thể bỏ qua trên hành trình của các hãng tàu vận tải khi đến với miền Bắc Việt Nam.